Rồi, bữa nay ổi chín nhiều nha, thấy bông nữa nè. Rồi, bây giờ đi hái ổi nha. Đây. Xám nó coi. To lắm rồi. Wow, một trái. Đây nữa. Bông cũng to lắm rồi nè. Vàng vậy đã ăn được rồi nhá. Thật thiệt. Giờ được rồi, nó không chịu ra nè. Mày liên tiếp hả mày? À, cuối cùng nó cũng phải khuất phục với mình thôi. Nè, trái bự bự luôn nè. Đó, nó còn bự luôn nha. Giờ mình đi khám rồi còn trái nào nữa không nha. Đó. Ăn được luôn, ăn được luôn. Wow, ba trái nha. Cái chỗ để, cái chỗ để. Rồi. Tiếp tục coi em đã chích chưa nha. Cái này thấy da còn hơi xanh ha. Dưới này thì căng rồi nè. Cái này hơi xanh. Cái này một cặp với trái nãy nè. Coi coi. Không còn hay không? Thôi, để đi. Coi cái này coi. Có cái bọc này bọc lại á. Cái ổi nó đẹp lắm. Mà nó không có bị sâu nữa. Nó không có bị nám da. Cái này đi nha. Ây da. Trời ơi. Trái nó còn hơi nhỏ. Trái nó dài bữa được. Cái này cũng vậy đi. Đây nữa. Đấy, cái này còn hơi nhỏ. Để lại đi, để lại đi. Rồi, tạm thời kết thúc. Kết thúc là hôm nay mới hái được 4 trái ổi nha. Ba hoài chuối nha đó. Thêm một cái gì bắp chuối nữa. Đặc biệt là cái này. Đây. Dâu tầm. Đây là dâu tầm Đài Loan nha, trái dài nha. Còn cái này hàng này là dâu tầm Đà Lạt nè. Đây, dâu tầm Đà Lạt trái ngắn hơn ha. Dâu tầm Đài Loan thì trái nó dài vậy nè. Rồi, kết thúc. Thu dọn chiếc giường về.